Leo Ngân Anh xinh đẹp trong ngày vu quy với biên tập viên thời sự điển trai. Leo Ngân Anh và bạn trai là biên tập viên thời sự Phan Tony đã tổ chức lễ vu quy vào ngày 1 tháng 11 theo nghi thức truyền thống. Không gian lễ vu quy của Leo Ngân Anh và Phan Tony được trang trí tinh tế và trang nhã với gam màu trắng chủ đạo. Hoa hậu Đại Dương 2017 diện áo dài truyền thống với điểm nhấn cách điệu ở phần vai. Ekip Ngân Anh cho biết, nhà thiết kế lựa chọn họa tiết thêu bạch trà mang ý nghĩa là món quà tình yêu, sự ái mộ mà đôi lứa dành cho nhau. Trong hôn lễ, biên tập viên Phan Tony phải vượt qua 1001 thử thách từ dàn bê chắp nhà gái. Dù bất ngờ trước những thử thách khó nhưng anh liên tục nở nụ cười hạnh phúc và nắm chặt tay cô dâu, thể hiện sự gắn bó khăng khít. Chồng của Leo Ngân Anh là Phan Tony, sinh năm 1990, hiện đang làm việc tại đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Anh gắn bó với các bản tin thời sự chính luận của HTV và từng tham gia diễn xuất trong bộ phim Trở Về Hai. Tony cũng được biết tới như người đạo diễn các chương trình như Quyền Năng Phái Đẹp, THVL1, Góc Khuất Hôn Nhân, VTV9, VTV8, Con Nhà Người Ta, VTV3, Đẳng Cấp Quý Cô, VTV8. Sau lễ vu quy, hôn lễ chính thức của cả hai sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 11 tới tại thành phố Hồ Chí Minh. Leo Ngân Anh sinh năm 1995 tại Tiền Giang, đăng quang Hoa hậu Đại Dương 2017. Ngay sau khi giành được danh hiệu cao nhất, cô nhận về vô số bình luận khiếm nhã về nhan sắc. Bỏ ngoài tai những lời chê bai, chỉ trích, Leo Ngân Anh vẫn kiên trì trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng, sẵn sàng đem chuông đi đánh xứ người. Năm 2018, Leo Ngân Anh đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa và giành danh hiệu Á hậu 4. Tuy vậy, một lần nữa, cô trở thành tâm điểm của thị phi. Sau hoạt động này, Leo Ngân Anh dần rút lui khỏi showbiz, tập trung cho việc học tập, nghiên cứu. Cô tốt nghiệp thạc sĩ loại ưu ngành quản trị sự kiện quốc tế tại Đại học Suffolk, Anh và hiện tại là giảng viên Đại học Hoa Sen.